phải đổ ngủ vô vậy dơ hả? Anh tên gì? Hết sâu. Mà càng vui hơn khi ăn xong bạn quẹt thẻ cho mình. Mình quẹt mỏ. Chào các bạn. Hôm nay mình có dịp đi chơi vô cái Phước Long Restaurant ở chung cư Phú Tài các bạn. Đây, restaurant coffee. Phước Long nha. Quay số hình ảnh các bạn tham quan đây là cái sảnh bên trong phòng lạnh. Đi lên trên lầu thử các bạn. Cầu thang gỗ. Đây anh nhìn đây, bên đây có phòng ăn lớn nè. Đây nhìn xuống sảnh. Đây họ thuê lại của chung cư Phú Tài các bạn. Quán đây là họ thuê lại của Phú Tài mở tiệm ăn. Đây bếp. À, mời chị dùng cơm. Ủa, làm đây hả? À, bác đi ăn với gia đình ở đây. Chuyên cơm gia đình, văn phòng, khách đoàn, tour du lịch.
cuốc lông ấy mà. Nhà hàng cuốc lông. Chung cư Phú Tài. Đây là cái view trước nhà hàng rồi. Trưa. Đường Lê Đức Thọ. Thôi vài hình ảnh về nhà hàng Phúc Long để các bạn tham quan. Nếu các bạn có đặt cơm gia đình, văn phòng, khách đoàn, khu du lịch thì xin mời. Xin chào các bạn.